Người phụ nữ này vì phạm phải luật cấm của căn cứ bí mật nên đã phải chịu hình phạt cực kỳ khốc liệt, bị đẩy ra thế giới bên ngoài, chứa đầy khí độc lẫn chất phóng xạ trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người. Vậy cô ấy đã làm gì mà phải chịu hình phạt nặng đến vậy? Và hành tinh của chúng ta đã gặp phải chuyện gì mà khiến toàn bộ những người sống sót phải lẩn trốn dưới căn hầm cả trăm tầng, nằm sâu trong lòng đất? Xin mời các bạn cùng theo dõi bộ phim với mình nha! Đây là thế giới tương lai vào 100 năm sau, nơi mà không khí đang bị nhấn chìm bởi khí độc. Những người may mắn sống sót đều sống trong một silo kín mít với hàng trăm tầng ở dưới lòng đất. Thời gian 140 năm qua đã khiến họ thích ứng được với xã hội kiểu mới đầy khắc nghiệt này. Không ai thèm nghĩ đến việc silo này do ai xây dựng lên, khí độc trong không khí từ đâu mà đến, lại càng không có ai muốn đi ra ngoài xem thử, bởi vì tất cả vấn đề liên quan đến việc đi ra ngoài đều là cấm kỵ trong cái silo này. Lúc đó, Houston vừa mới nhận chức cảnh sát trưởng. So với những người sống dưới đáy xã hội, điều kiện sống của ông giống như trên đỉnh của kim tự tháp vậy. Không những có phòng riêng, mà hơn nữa đơn xin sinh con nộp lên cũng được cấp trên phê chuẩn. Nhưng người vợ Ellison lại không tránh khỏi có chút lo lắng, bởi vì đặc quyền này chỉ có giá trị trong một năm, và hai lần thử thụ thai đầu tiên đều đã thất bại. Nếu lần này vẫn không thể thành công thì họ sẽ vĩnh viễn mất tư cách sinh con. Mọi người trong nhà hàng cao cấp trên tầng cao nhất đều nhìn họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Chỉ có một bà lão thần bí không biết điều bước ra khuyên nhủ họ, nếu như không thể mang thai thì có thể đến tìm bà. Người chồng Houston nghe vậy thì không nhịn được mà thầm nguyền rủa bà, thật đúng là nên đuổi kẻ lừa đảo này ra bên ngoài silo mà. Sau đó hai người đi vào một phòng khám. Sau khi xuất trình giấy cho phép sinh đẻ, bác sĩ bắt đầu tiến hành phẫu thuật cho Ellison và lập tức lấy vòng tránh thai ra khỏi cơ thể của cô. Lúc này Houston vô cùng phấn khích, cuối cùng cũng có thể thực hiện kế hoạch sinh con rồi. Nhưng sự cố này dường như ám ảnh trong cơn ác mộng của hai người họ. Thấy thời hạn sinh đẻ đã qua nửa năm mà Ellison vẫn chưa có dấu hiệu mang thai, càng khiến người ta bất lực hơn chính là vừa sáng sớm, cấp trên của cô đã đến để kiếm chuyện và khiển trách Ellie vì đã đăng một bài viết về việc khôi phục các tệp đã xóa trên báo. Sau đó liền yêu cầu cô phải xóa nó ngay lập tức. Điều này khiến Ellison vô cùng khó chịu. Cô biết sếp đang lo lắng rằng ai đó dựa trên bài báo của mình và tự ý khôi phục một số dữ liệu máy chủ cho bản thân, giống như việc đốt sách vào 140 năm trước. Các nhà quản lý dường như đang cố tình xóa bỏ hết lịch sử đã từng xảy ra trong quá khứ. Houston lập tức cắt ngang lời phàn nàn của vợ, lịch sử của chúng ta chính là hiệp ước silo và trách nhiệm của anh chính là duy trì sự ổn định của cộng đồng. Một câu nói trách móc không nhẹ, không nặng đã khiến Ellison ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Khi đang chuẩn bị đi làm, cô vô tình gặp lại bà lão mà cô đã thấy ở nhà hàng lần trước. Đối phương vừa đi đến đã trực tiếp vào thẳng vấn đề chính. Tôi biết lý do tại sao cô không thể có thai. Sau khi nghe điều này, Ellison dường như cảm thấy vô cùng choáng váng, rồi bất giác liền đi đến nơi ở của đối phương. Sau khi vặn vòi nước trong bếp, bà lão hạ giọng nói với Ellison, điều này chỉ là để tránh bị người khác theo dõi thôi. Cô đã bao giờ tự hỏi, rốt cuộc có gì trong dữ liệu đã bị xóa trên máy chủ và những cuốn sách đã bị đốt chưa? Ellison vốn dĩ không muốn thảo luận về vấn đề này, nhưng bà lão lại khăng khăng rằng bài viết của Ellison về việc khôi phục dữ liệu bị xóa, đủ để khiến các nhà quản lý coi cô là kẻ khác người và không nghe lời. Cho nên việc không thể sinh con cũng có thể dễ dàng hiểu thôi. Dự đoán này đã khiến Ellison vô cùng kích động. Cô cũng cảm thấy việc ba lần đều không thể thụ thai, dường như có ai đó đang cố tình sắp đặt. Nhưng người chồng cảnh sát trưởng thì lại chế giễu điều đó. Vòng tránh thai của em đã được lấy ra rồi. Đừng nghe những lời dối trá của người phụ nữ điên đó. Nhưng hạt giống nghi ngờ đó đã nảy mầm trong lòng Ellison rồi. Cho đến một hôm, cô nhận được một nhiệm vụ đặc biệt. Đó chính là một người thợ sửa máy tính ở tầng giữa đã gọi Ellison đến để cung cấp dịch vụ sửa chữa. Cuối cùng Ellison cũng đến tầng giữa của silo. Hầu hết cư dân sống ở đây đều là những người lao động có kỹ năng đặc biệt. Ngoài những bộn bề trong công việc, thời gian còn lại, họ đều tụ tập ra đường vui chơi, như thể con người sinh ra vốn là để hưởng thụ. Qua con phố nhộn nhịp, Ellison đi thẳng đến một phòng sửa chữa máy tính và chào đón cô, chính là chủ cửa hàng York, người đã nộp đơn xin sửa chữa. Hóa ra anh cũng đã đọc bài viết của Ellison về khôi phục các tệp đã xóa và nhờ đối phương giúp khôi phục dữ liệu trong ổ cứng. Ellison lập tức cảm thấy vô cùng căng thẳng, vì ổ cứng này trông đã quá cũ rồi nên việc giữ các di tích lịch sử làm của riêng là vi phạm pháp luật. York nghe vậy thì liền lắc đầu và cho rằng Ellison không phải kiểu người tuân theo các quy tắc. Hơn nữa anh ta cũng đoán được là bài viết đó có thể sẽ bị xóa, nên anh đã in nó ra. Biết được ổ cứng này là York đã tìm thấy trong một khu mỏ bỏ hoang và ít nhất cũng đã tồn tại sau 140 năm, nên Ellison lập tức vô cùng tò mò. Vì vậy, ngay lập tức cô liền bật máy tính lên và bắt đầu cố gắng khôi phục dữ liệu. Một niềm phấn khích không thể kiểm soát dâng lên trong lòng cô. Cũng có thể hôm nay, một sự thật không ai biết sẽ được tiết lộ. Cùng lúc đó, cư dân của toàn bộ silo đang tụ họp lại, chào đón người cai trị của họ bằng những
những tiếng reo hò nhiệt liệt. Hôm nay là ngày lễ quan trọng nhất trong năm, ngày tự do. Người cai trị đứng ở nơi cao nhất và nói một cách hùng hồn, buộc tội những kẻ nổi loạn, không chỉ phá hủy tất cả dữ liệu ổ cứng mà còn đốt toàn bộ sách. Hơn nữa còn định mở cánh cửa thông ra thế giới bên ngoài, để tất cả cư dân bị đầu độc chết. Và hôm nay lại chính là ngày mà những người đi trước đã dũng cảm vùng lên đánh bại quân nổi dậy vào 140 năm trước. Tất cả cư dân đều không kìm được nước mắt và không có ai nghi ngờ về nội dung đã được lặp đi lặp lại vô số lần này. Và lúc này, Ellison cuối cùng cũng đã khôi phục được dữ liệu của ổ cứng. George hào hứng click vào một phần mềm, hóa ra đó lại là sơ đồ cấu trúc kiến trúc của silo. Điều này khiến Ellison không khỏi sửng sốt và nghĩ đến lời cảnh báo của chồng. Đây chính là hành vi vi phạm quy ước và cô lập tức bảo George hủy ổ cứng đi, rồi vội vàng rời khỏi phòng. Lúc này, sự kiện ngày tự do vẫn chưa kết thúc. Theo bản năng, Ellison hòa vào đám đông và cùng mọi người ca hát, và chỉ nhìn vào ngọn lửa đang từ từ bay lên. Ellison đã cảm thấy ớn lạnh đến thấu xương. Còn George, kẻ cuồng kỹ thuật, hoàn toàn không có ý định tham gia hoạt động này. Lúc này, anh đang u mê những dữ liệu trong ổ cứng và phát hiện ra có một lối đi bí mật dẫn đến thế giới bên ngoài ẩn dưới đáy silo. Và khi trở về nhà, Ellison lại càng trở nên quẫn trí hơn. Các nhà quản lý silo rốt cuộc đang lo lắng điều gì? Nếu không muốn cô có thai, vậy thì cho dù cô có cố gắng thế nào cũng đều vô ích. Sáng sớm hôm sau, Ellison đã lấy danh nghĩa quay trở lại để bảo trì, lại lần nữa tìm đến ông chủ tiệm sửa chữa George. Cô muốn kiểm tra những dữ liệu khác trên ổ cứng cổ đó. Khi George nhấp ngẫu nhiên vào một trong các tài liệu thì cả hai người đều trố mắt ra nhìn, bởi vì hình ảnh hiển thị ở trên lại là một thế giới của trời xanh, cỏ xanh, chim chích chè và én cùng nhau bay lượn. Ellison bước ra khỏi tiệm sửa chữa mà như người mất hồn. Nếu nội dung dữ liệu là thật thì người quản lý silo chắc chắn đã nói dối một cách trắng trợn. Tin này quả thực là quá sốc rồi. Ellison căn bản là không dám đề cập đến điều đó với người chồng cảnh sát trưởng của mình. Cô chỉ muốn tìm bằng chứng thực tế để vạch trần bộ mặt giả dối của những người quản lý. Thấy thời hạn mang thai một năm chỉ còn lại 7 giờ nữa, Houston lại lần nữa hẹn gặp bác sĩ điều trị chính. Nhưng ai ngờ được là người vợ mãi không đến, khiến Houston cảm thấy có chút gì đó không ổn. Khi anh chạy về đến nhà thì liền nghe thấy tiếng vòi nước trong bếp đang chảy. Còn người vợ thì lại ngồi trên ghế với khuôn mặt thẫn thờ. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của chồng, Ellison nói rằng cô đã tìm ra bằng chứng, chứng minh những người quản lý silo đó thực sự không muốn một người không nghe lời như cô được sinh con. Houston liền giải thích lại rằng bác sĩ đã tháo vòng tránh thai ra, nhưng Ellison lại liên tục lắc đầu. Trong lúc phẫu thuật, bác sĩ đã đặt một miếng vải màu xanh trước mặt, nên không ai biết được ông ta sẽ làm gì đằng sau đó. Sau đó, ông ta liền xòe lòng bàn tay ra và cho xem vòng tránh thai. Đây là thứ mà ông vừa lấy ra khỏi cơ thể mình. Có lẽ ông bác sĩ đã không thực sự hoàn thành việc loại bỏ nó vào ngày làm phẫu thuật. Thấy vợ mình đang chảy máu đầm đìa, Houston không quan tâm được nhiều mà lập tức chạy đi tìm bác sĩ đến điều trị. Nhưng khi anh đi qua nhà hàng một lần nữa thì lại thấy Ellison đang thao thao bất tuyệt trước mặt mọi người. Cô nói thế giới mà chúng ta nhìn thấy qua màn hình đều là giả, nhưng mọi người chỉ nghĩ rằng cô bị suy sụp tinh thần do không thể mang thai. Houston vội vã đi lên để đưa cô đi, nhưng Ellison lại lắc đầu đầy tuyệt vọng. Nếu như mọi người đã không tin tôi, vậy tôi sẽ chứng minh điều đó cho mọi người thấy. Tiếp đó cô liền nói ra câu nói cấm kỵ đó, tôi muốn ra ngoài. Houston gần như sắp sụp đổ rồi, anh liền tìm đến đấng thống trị tối cao và muốn đối phương giúp vợ mình thoát tội, nhưng bà lại lắc đầu tỏ ý bất lực. Các quy tắc trong silo là bất khả xâm phạm. Dường như ý thức được số phận sắp bị đày ải của vợ mình, Houston ngồi trước cửa phòng giam với bộ dạng vô cùng suy sụp và chỉ trích đối phương đã hoàn toàn bị người khác che mờ mắt rồi. Bác sĩ nói rằng thứ lấy ra từ trong cơ thể Ellison không phải là vòng tránh thai, mà chỉ là thứ để lấp đầy khoảng trống và ngăn ngừa nhiễm trùng mà thôi. Ellison dường như đã đoán được rằng sẽ có lý do thoái thác như vậy, nên cô bảo chồng ở bên cạnh mình và hạ giọng nói với anh rằng tại sao các nhà quản lý lại giấu kín như bưng về mọi thứ cách đây 140 năm, thậm chí lại còn can thiệp vào quyền có con nữa. Thực ra, chúng ta luôn sống trong những lời nói dối tàn nhẫn, và tất cả những gì cô muốn làm chính là ra ngoài và tận mắt chứng kiến cảnh hiển thị trên màn hình có phải là sự thật hay không. Houston đưa tay ra chỉ về hướng màn hình, lẽ nào những thứ đó vẫn có thể là giả được sao? Là một chuyên gia máy tính, Ellison đương nhiên biết rằng chỉ cần động tay động chân một chút là được. Do đó, cô đã thỏa thuận với chồng mình, khi cô rời khỏi silo, nếu hình ảnh trên màn hình là thật, cô sẽ vẫy tay và trực tiếp nói lời tạm biệt. Nhưng nếu bên ngoài thực sự là một thế giới của bầu trời xanh và cỏ xanh, vậy cô sẽ phủi hết bụi trên máy ảnh đi, để cư dân có thể nhìn thế giới một cách rõ ràng hơn. Khi Ellison mặc đồ bảo hộ và từ từ bước ra khỏi silo,
vô số người dân đã đổ xô vào nhà hàng với ý định xem truyền hình trực tiếp qua màn hình. Chỉ có Houston là mặt đầm đìa nước mắt, lo lắng rằng liệu người vợ có thể sống sót trong chuyến đi này không. Tất cả cư dân tập trung tại nhà hàng đều hóng đờ ra ma qua video trực tiếp. Sau khi đi hết một vòng, Allison trong bộ đồ bảo hộ liền từ từ tiến đến chỗ máy ảnh, rồi lấy khăn len đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, lau sạch bụi trên bề mặt ống kính. Vì trước khi tù nhân ra ngoài, những người thực thi pháp luật sẽ lấy ra một miếng vải len, yêu cầu tù nhân giúp lau sạch bụi trên máy ảnh. Như vậy có thể khiến cư dân trong silo nhìn thế giới bên ngoài một cách rõ ràng hơn. Nhưng cảnh sát trưởng Houston lại vô cùng kinh ngạc. Anh vẫn chưa quên ước hẹn trước đó với người vợ Allison. Nếu bên ngoài thực sự là thế giới của bầu trời xanh và cỏ xanh, cô sẽ dùng cách lau máy ảnh để truyền đạt thông tin. Nhưng những người đến hóng khác thì lại không biết được ý nghĩa sâu xa này. Nhìn bước chân Allison dần trở nên loạng choạng, chắc là khí độc trong không khí đã phát huy tác dụng rồi. Quả nhiên, chưa đầy 3 phút, Allison đã ngã xuống đất và hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Người chồng Houston vừa buồn, vừa không thể hiểu được. Nếu như thế giới bên ngoài đã không có vấn đề gì, vậy tại sao người vợ lại chết chứ? Chớp mắt đã 2 năm sau, Houston nhận được một vụ án. George, một thợ sửa máy tính ở tầng giữa đã chết. Anh lập tức nhớ ra, người đàn ông này đã từng nhận dịch vụ sửa chữa từ vợ mình. Do đó, trong lòng anh vụ án này đã quan trọng hơn mấy phần. Trên báo cáo thể hiện rằng, anh ta rơi từ lan can tầng 120 xuống lúc nửa đêm và trên cơ thể không có vết xước nào, nên bước đầu được xác định là tự sát. Nhưng cảnh sát trị an ở tầng giữa lại nói rằng có một người phụ nữ đã nhìn thấy George bị đẩy xuống, và thế là Houston ngay lập tức quyết định đi gặp nhân chứng. Không ngờ được là đối phương lại là một công nhân ở nhà máy phát điện tên là Juliet. Chính nhờ công sức của nhóm người này mà toàn bộ silo mới có thể sử dụng được điện. Nhưng sau khi gặp người phụ nữ này, Houston khó khăn lắm mới có thể thoát ra khỏi cái bóng của việc mất vợ, lại càng suy sụp tinh thần hơn. Và cho đến hôm đó, anh đột nhiên bước vào nhà tù và hét lên rằng muốn ra ngoài tìm vợ, rồi sau đó liền nói ra câu nói cấm kỵ đó. Kết quả không có gì lạ, Houston khoác lên mình bộ đồ bảo hộ dày cộp, quản lý cấp cao đích thân tuyên bố tội lỗi của anh. Tiếp đó liền nhìn cảnh sát trưởng từ từ bước ra khỏi silo với vẻ mặt vô cùng phức tạp, nhưng trong đôi mắt của Houston lại ngập tràn sự kiên định. Khi cánh cửa thông với thế giới bên ngoài được mở ra, đôi mắt của người đàn ông lập tức mở to, bởi vì những gì anh nhìn thấy quả nhiên là một thế giới của núi xanh và nước xanh. Trong nhà hàng lúc này lại chật ních cư dân đến hóng Dreamer, nhưng thế giới mà họ nhìn thấy qua màn ảnh vẫn là một màu xám chết chóc vĩnh hằng. Chỉ thấy Houston ở bên ngoài lại bắt chước dáng vẻ của vợ mình, nhanh chóng đến bên máy ảnh và dùng khăn len lau sạch lớp bụi trên mặt. Còn những cư dân không biết rõ sự thật thì lại vỗ tay khen hay. Rồi sau đó liền thấy Houston lảo đảo đi về phía vợ mình. Nhưng điều càng khiến mọi người ngạc nhiên hơn là cảnh sát trưởng lại cởi bỏ mũ bảo hộ của mình và bò đến bên người vợ đã chết vào giây phút cuối cùng của cuộc đời. Ngay khi mọi người đang trầm mặc thì Juliet giận dữ rời khỏi hiện trường, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm anh là một tên đại bịp. Mãi đến khi đến khu vực làm việc không có người, cô mới gầm lên như để phát tiết. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra điều gì mà người phụ nữ này lại mất bình tĩnh đến vậy. Và những người hóng Dreamer ở lại nhà hàng cũng trở nên náo loạn vì cái chết của cảnh sát trị an. Đột nhiên một người đàn ông lực lưỡng bước ra khỏi đám đông và hét lên rằng sự sống chết của cảnh sát trưởng hãy để cho các quan chức cấp cao lo lắng đi. Tất cả chúng ta đều là những người sống dưới đáy xã hội, chỉ cần đảm bảo máy phát điện vận hành ổn định là được. Câu này như nói trúng tâm can của mọi người, khiến ai cũng tán thành mà vỗ tay không ngớt. Tuy nhiên, đây chỉ là một số ít cư dân khác ở dưới đáy xã hội, nên trong số đó thỉnh thoảng vẫn xảy ra những xô xát, xích mích. Nhưng khi những người đàn ông to lớn mặc đồ đen xuất hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, bởi vì họ chính là sự hiện diện tàn nhẫn của những người thực thi pháp luật trong silo. Trong khi đó, Juliet ở khu vực làm việc lúc này cũng đã lấy lại bình tĩnh, cô đã chủ động bước vào một cửa hàng sửa chữa. Ở đây có một bà lão tốt bụng và cũng chính là người đã dạy cho Juliet về cơ khí. Đối phương vừa nhìn qua, đã biết đồ đệ của mình có tâm sự trong lòng. Sau nhiều lần gặng hỏi, Juliet liền thổ lộ tâm sự với người thân duy nhất trước mặt mình. Thời gian quay trở lại vào một ngày cách đây 3 tháng, những cư dân thuộc tầng lớp trung lưu và hạ lưu đang tổ chức một buổi lễ nhận đồ đệ ở nhà hàng. George vui vẻ đến bên Juliet, nhìn vào ánh mắt trìu mến của cả hai, cũng có thể đoán được họ là một cặp. Khi thấy hai người đàn ông mặc đồ đen bất ngờ xông vào nhà hàng, George đột nhiên cảm thấy căng thẳng và bảo Juliet đến nhà mình vào buổi tối, rồi liền vội vàng bỏ đi. Nhưng ai ngờ được là trong đêm đó, Juliet lại nghe được tin George
Yorkshire ý rơi từ tòa nhà xuống. Sau khi cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô tìm gặp cảnh sát Tri An Hành ở tầng giữa và nói với anh ta rằng York tuyệt đối không thể nào tự sát được, nhưng Hành không thể làm gì được vì quan hệ yêu đương của Juliet và York không được công khai. Do đó cô không có quyền lên tiếng về vấn đề này và cách duy nhất chính là liên hệ với cảnh sát trưởng Houston ở tầng trên cùng. Nếu anh sẵn sàng tiếp nhận vụ này thì có lẽ anh có thể tìm ra hung thủ đã giết York. Và lúc này Juliet mới nhớ ra trước khi chết York đã bảo cô phải đến nhà anh một chuyến. Trên bàn đặt một túi vải vô cùng nổi bật, nhưng khi cô mở ra bên trong có một hộp đựng dao và một tờ giấy ghi chú. Em có còn nhớ nơi em nhìn thấy nó vào lần trước không? Đồng tử của Juliet lập tức co lại và phải mất một lúc lâu sau cô mới có thể bình tĩnh lại, rồi chạy đi làm và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Còn cảnh sát Tri An Hành đó cũng đang cố gắng điều tra vụ án thông qua nhiều hướng dẫn và gợi ý, đặc biệt là chú thích trong báo cáo rằng trước khi chết người quá cố đã từng liên lạc với Ellison. Anh đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của cảnh sát trưởng Houston và để anh cùng Juliet có cơ hội làm quen. Ban đầu Houston không có thiện cảm với người thợ cơ khí này. Qua một vài câu hỏi tại hiện trường cái chết của York, anh liền kết luận rằng Juliet không phải là nhân chứng của vụ việc. Chỉ là sau khi nhìn thấy chiếc đồng hồ kiểu cũ mà đối phương đang đeo, anh liền đề nghị nói chuyện riêng với Juliet. Nhưng không ngờ được là khi cả hai vừa ngồi xuống, Houston liền hỏi, cô và York ở bên nhau bao lâu rồi? Mặc dù mối quan hệ của hai người không xin phê chuẩn nhưng anh hứa sẽ không báo cáo với Bộ Tư pháp. Chỉ cần Juliet nói ra tất cả những thông tin mà cô biết, động thái này khiến cô đã buông lỏng cảnh giác và nói muốn cho Houston xem một thứ. Đó chính là hộp đựng dao và mảnh giấy ghi chú mà York để lại trước khi chết. Juliet quyết định đưa cảnh sát trưởng đến địa chỉ được ghi trên ghi chú. Không lâu sau, hai người đã đi đến biển cảnh báo ở camera. Trên biển báo ghi cấm vào, nhưng Juliet lại xem nhẹ điều đó và nhấc nó ra, lập tức để lộ một miệng hang đen xì. Houston tò mò chui vào đó, và những gì anh thấy trước mắt là một đường hầm không đáy. Trên những bức tường xung quanh còn sót lại rất nhiều xác quạ đông cứng. Houston vừa đi về phía trước vừa nhìn xung quanh, cho đến khi đến một cái hố dẫn xuống dưới. Juliet lại leo xuống một cách thuần thục như thể cô đã trở về chính ngôi nhà của mình vậy. Tiếp đó, cô liền thuận tay kéo cần gạt lên, khu vực xung quanh lập tức được chiếu sáng rực rỡ, rồi một cỗ máy khổng lồ và lộng lẫy xuất hiện, giống như một con quái vật xuyên qua mặt đất vậy. Juliet giải thích rằng đây có thể là đống đổ nát cơ khí của quá trình xây dựng silo, có thể là do nó quá lớn và người chế tạo chỉ gỡ bỏ các phần cốt lõi. Sau khi nói xong, cả hai tiếp tục leo thang đi xuống. Không lâu sau, họ đã đến một nền tảng được xây dựng trên một vách đá. Juliet nói, đây chính là nơi York sống. Sau đó liền lấy từ gầm giường ra một chiếc hộp sắt. Lần trước cô nhìn thấy hộp đựng dao chính là ở trong đây. Sau khi mở ra, cô liền phát hiện bên trong toàn đồ cổ từ trăm năm trước. Tất cả đều được York sưu tập ở khu mỏ này. Sự khác biệt duy nhất là dây câu trên một cuộn không thấy đâu nữa. Juliet nghi ngờ nhìn quanh và cuối cùng tìm thấy đầu dây câu trong một góc. Vì vậy, cô liền mò mẫm dọc theo sợi dây và không ngờ được là đầu kia của dây câu treo một túi vải. Mở ra xem thì thấy bên trong chứa một ổ cứng cũ và một tài liệu copy. Houston lập tức nhận ra những thứ này đều là những thứ mà vợ anh viết. Ánh mắt anh đột nhiên lóe sáng. Quả nhiên vợ anh và York đã phát hiện ra bí mật ít người biết. Kể từ sau khi Ellison bị đày ra thế giới bên ngoài, Houston càng nghĩ lại càng thấy có gì đó sai sai. Sự thay đổi trong tính cách của người vợ bắt đầu từ lúc cung cấp dịch vụ sửa chữa cho York, nhưng người đàn ông này lại giấu quá kỹ. Houston đã điều tra nhiều lần nhưng vẫn chẳng có kết quả gì, cho đến khi cái chết của đối phương đã dẫn dắt Juliet ra. Vì hai người đeo đồng hồ giống nhau nên điều này lập tức khiến cảnh sát trưởng đoán rằng họ là một cặp. Do đó anh liền lần theo manh mối và cuối cùng đã tìm ra bí mật mà York để lại, mà trong đó có lẽ cũng ẩn giấu sự thật về cái chết của vợ mình. Nhưng điều anh không thể ngờ tới được là vật mang bí mật đó là một chiếc ổ cứng cổ. Đây chính là thứ vi phạm lệnh cấm cao nhất, do đó anh cảm thấy phải lập tức tiêu hủy nó. Sau khi nghe thấy vậy, Juliet đã rất lo lắng. Lẽ nào anh không muốn tìm ra chân tướng sao? Nếu không phải anh quá tuân thủ quy tắc mà là ủng hộ suy đoán của vợ, vậy cô ấy có phải chạy ra ngoài để tìm đến cái chết không? Nghe đến đây, Houston cảm thấy như sét đánh ngang tai. Phải mất một lúc lâu sau, anh mới hứa với Juliet rằng mình sẽ tiếp tục điều tra cái chết của York dựa trên nội dung của ổ cứng. Nếu anh tìm thấy thứ gì đó, anh sẽ chủ động gửi tin nhắn cho cô. Nhưng sau khi về nhà, Houston liền chìm đắm trong sự tự trách về cái chết của vợ. Anh hối hận vì đã không nghe lời suy đoán của đối phương. Do đó anh liền nảy ra ý định ra ngoài, đi cùng cô. Nhưng đáng tiếc là Juliet đã không nhận được phản hồi nào cho đến khi Houston chết. Điều đáng mừng duy nhất là khi cô cho Houston xem mẩu giấy do York để lại, cô chỉ cho anh xem một nửa nội dung, dòng chữ còn lại viết là anh đã tìm được thứ anh đang tìm kiếm rồi. Còn ý nghĩa trong đó thì chỉ có Juliet mới có thể hiểu được. 2 năm trước, kể từ khi York nhìn thấy sơ đồ cấu trúc của silo trong ổ cứng,
anh đã bắt đầu tìm kiếm lối ra ở phía dưới. Tiếc rằng nơi đây đã bị nước nhấn chìm từ lâu, nên anh phải tiếp tục thu dây thừng để lặn xuống tìm kiếm. Còn bây giờ, George đã chết, Juliet quyết định tiếp tục ý nguyện của anh. Đích thân xuống nước để xác nhận vị trí của lối ra. Cô buộc một sợi dây thừng dày vào tấm ván lơ lửng bên trên, rồi bắt đầu cẩn thận leo xuống. Nhưng, có thể là quá hồi hộp nên cô đã buông lỏng tay và suýt nữa thì rơi xuống. Hên là cuối cùng cô cũng đến được bề mặt đọng nước mà không gặp nguy hiểm gì. Liệu Juliet có tìm ra được bí mật mà cả ba người George và vợ chồng cảnh sát Houston phải đánh đổi mạng sống để có được không? Hay đây chỉ là một cú lừa? Liệu những người quản lý trong silo thực sự nói dối về thế giới bên ngoài và chất độc trong không khí để ủ một âm mưu gì đó khủng khiếp? Mọi người hãy comment bên dưới đoán xem cái kết của Juliet và sự tồn tại của chiếc silo bí ẩn này sẽ như thế nào nhé. Được rồi, tập phim hôm nay đến đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tập phim tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ chúng mình nha. Mãi yêu.